cam này các bạn, mình ra mình mua mình để mình làm chân cho khách đó các bạn. Mình xách ra cái là mình chà chân đó các bạn. Dạ. Yeah. Hi, chào mừng các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Việt Mỹ. Chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh, bình an và nhìn niềm vui cho cuộc sống nha. Hôm nay mình mời các bạn đi cùng mình vô chợ Walmart các bạn ơi. Đây là một trong những cái chợ mà mình mỗi lần mình đi Việt Nam các bạn là mình hay vô đây nhất các bạn nha. Trong đây các bạn đủ thứ đồ các bạn. Bây giờ mình lấy cái face mask mình đeo lên nè các bạn. Ok, mời các bạn vô cùng theo đi chợ cùng chúng với mình nha các bạn nha. Các bạn thấy không các bạn? Ở bên đây là quầy bán đồ ăn trái cây các bạn, bán đủ đồ các bạn ơi. Chanh, ớt. Cái món gì cũng có các bạn nha. Bây giờ mình cần đi mua cà chua nữa các bạn. Các bạn thấy cà chua không các bạn? To dưới sạch to luôn các bạn ơi. Nhìn đã là đã luôn các bạn. Cái cà chua này mình ra mình làm ngoài tiệm neo á. Mình làm chân cho người ta các bạn. Chà chân cho người ta các bạn. Rồi mua về mình ăn luôn. $2.98 một phao các bạn. Các bạn thấy không, trong đây nó có bán đủ trái cây các bạn, lê, táo, cam, bất cứ món gì cũng có các bạn nha. Món cái gì cũng có các bạn, nhiều lắm luôn. Đây là một góc của chợ đó các bạn nha, còn nhiều lắm các bạn. Giờ qua đây mình lựa cam nè các bạn ơi. Cái này là cam nè các bạn, mình ra mình mua mình để mình làm chân cho khách đó các bạn. Mình xách ra cái là mình chà chân đó các bạn. Dạ. Yeah. Ngoài tiền mình lấy ra mình check cái hết ta. Ok con. Ok mời các bạn qua. Tiếp các bạn thấy không, bên đó nó có thơm có đồ các bạn, quá trời luôn các bạn ơi nghe. Thơm thúng cái gì cũng có các bạn nha. Ở đây các bạn thấy nho. Nho này các bạn nè, nho này một 2 đồng một phao, là 1 kg là khoảng 4 đồng các bạn nha. Này, bây giờ tới chỗ mà mình thích ăn các bạn nè. Cuộc sống của mình đó các bạn, bắt buộc ô chết cha. Bắt buộc mình phải có mấy cái món này các bạn nè. Tối nào mình cũng mua mấy cái này để gì mình xay uống các bạn. Các bạn thấy hộp dâu này nó to không các bạn? Nhưng mà cái dâu này nó hơi cũ rồi cho nên mình để mình coi thử. Cái này là raspberry các bạn ơi, 2 đồng mấy, 2 đồng 40 một hộp các bạn. Raspberry 2 đồng 40 một hộp. Cái này là blueberry nè các bạn nè. Cái blueberry này cũng rẻ lắm các bạn ơi, có 3 đồng một vỉ vậy nè các bạn nha. Yeah. Mua thêm mấy hộp dâu nữa các bạn ơi. Các bạn thấy dâu ở đây to với sợi to không các bạn? Nhưng mà hy vọng nó ngọt các bạn nha. Thì mình đem về. Các bạn này, ngày nào mình cũng phải ăn mấy cái món này các bạn này. Ăn cho, tại mình ngủ rất là ít rồi các bạn, nên bù lại phải ăn mấy cái này các bạn. Các bạn xem mà nghe để mình coi các bạn coi xem nè bạn. Tất cả nhiều món mặt hàng ở trong đây chợ luôn các bạn nè. Dâu Việt Quốc. Mà thấy không, trái cây đồ á, cái gì cũng có các bạn nha. Đồ y chang chợ Việt Nam mình luôn các bạn. Ớt nè, ớt bự nè, hành nè, xà lách, hành ngò cũng có luôn các bạn nè. Xà lách, mong anh đi xô các bạn thấy không, mong anh đi xô nó tươi dễ xịt tươi không.
con đứa mua hai cái bông giùm bỏ lấy con, lấy cái bọc ni lông á, bỏ hai cái bông artichoke vô được con. Mình thấy không, đủ thứ món các bạn nha. Đây là một cốc của chợ đó các bạn, là này là đồ ăn nha, đồ để mà đi nấu ăn. Còn chú Hồ là kẹo, bánh, áo, quần, cái gì trong đây không có các bạn. Các bạn thấy không, táo nè các bạn nè, táo đã ơi là đã luôn các bạn, có nhiều táo nè, lê là má không thơm. Ở đây bánh mì nè các bạn nè, khu bánh mì nè các bạn nè, thịt nguội đó các bạn thấy không, khu bánh mì kìa các bạn đó, đó là khu bánh mì các bạn nha, nhiều khu lắm luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không, quá trời rộng luôn các bạn ơi, cái chợ nó như một kho chứa hàng vậy các bạn, rộng lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn mình đi theo mình nghe các bạn, cái gì như là cái từng ngăn các bạn, cái gì cũng có các bạn, rộng mênh mông luôn các bạn ơi. Đây là đồ đông lạnh các bạn nè, đồ khô nè các bạn nè, bất cứ cái món gì cũng có các bạn thấy không. Nói từng hàng này các bạn. Để từng hàng vậy các bạn, cho nên mình vô mình tìm cũng dễ tìm lắm các bạn ơi. Mình đang đi tìm cái đồ mà mình đi chuẩn bị đi Việt Nam các bạn. Mình đi mua đồ mà. Các bạn thấy cereal nè. Cái đồ này mình cũng hay ăn lắm nè các bạn nè. Mỗi bữa là mình hay ăn cái này lắm. Sáng mình ngủ dậy là mình ăn cái đồ này nè các bạn nè. Quick oat nè các bạn. Mình hay ăn cái này nè. Lúa mạch đó các bạn. Ăn rất là tốt luôn các bạn. Nói đồ ăn thức uống cái gì cũng có các bạn nha. Rất là nhiều luôn các bạn. Mình chỉ đi vòng vòng sơ thôi. Bữa nào mình rảnh mình quay hết luôn các bạn xem. Đừng vòng một các bạn nha. Nước uống nữa nè các bạn nè. À, nước uống luôn nè các bạn nè. Oh sorry. À, mấy này là đang chuyên hàng giao ấy hàng nè các bạn. Mà thấy nó có một chiếc xe đẩy hay gọn gàng không, có mình nó thì mới đẩy vậy các bạn. Gọn gàng không? Nước ngọt nè các bạn nè. Đủ thứ đồ đó. À, như nó đổi chỗ bán kẹo bánh rồi con ha. Hồi xưa kẹo bánh nằm ở dưới đây. À, là vẫn còn kẹo bánh vẫn còn nằm dưới đây. Các bạn thấy không? Mình mỗi lần mình đi chợ đi đồ đi Việt Nam các bạn là mình mua đồ ở đây nè các bạn nè. À, tha hồ mà lựa luôn các bạn. À, còn sticker này bạn, bịch này 10 đồng. Quá trời động luôn các bạn ơi. Cái này bạn, là cái hộp này là hộp nhỏ này các bạn nè. Người mà hay mua một hộp to bằng cái này hộp nhỏ cc nha, 10 đồng ở đâu mới nó bán. Đồ trong đây bán cũng hơi mắc nha các bạn nha. Kẹo bánh cái gì trong đây cũng có các bạn. Còn bên kia là bán đồ đông lạnh thì các bạn, về sữa tươi, bất cứ cái đồ gì vậy, chi sữa tươi, da u rồi cái gì cũng có các bạn nha. Các bạn nước cam đại khái là cái gì cũng có đó, bạn thấy không, nước cam nguyên chất. Nó bán để trong cái vậy này các bạn nè, thấy rộng dễ sợ rộng các bạn. Sữa đủ thứ rồi, sữa đây là bán trứng nè các bạn, rồi bán thịt, rồi cái gì nói tóm gọn là cái gì cũng có đó các bạn. Trong đây tất cả mặt hàng mà đây là đồ của em bé nè các bạn nè,
Còn thấy không, mặt hàng cho em bé này các bạn nè, ai mà có con nhỏ đồ là trong đây hết tất cả các mặt hàng cho em bé. Áo quần này cho em các bạn nữa các bạn, như một cái siêu thị vậy, siêu thị ở đúng là siêu thị với còn những đứa mình nhớ đây cái siêu thị vậy các bạn. Là khá là cái gì cũng có bán nha các bạn nha. Còn bên đây là bán đồ cho chó và thú vật này các bạn nè. Ở cái gọi là gì? Animals các bạn. Thú cưng, thú cưng. Bạn thấy không? Cái gì nó cũng có bán á nha các bạn nha. Đồ ăn cho chó, đồ ăn cho mèo, cho chim. Đó. Đây là mặt hàng gia dụng. Này, bán đồ dùng trong nhà là xịt thơm thịt đồ để trong nhà, cái gì cũng có các bạn nha, giấy chùi miệng chùi đồ, bạn thấy không, gì cũng có các bạn, xà bông giặt đồ đủ loại các bạn ơi, à, các bạn thấy không, còn điện tử luôn này các bạn. Bây giờ qua đây là bán đồ điện tử này nọ kia rồi, cái gì cũng có đó các bạn ơi. Nói như các bạn nghe cái tiếng nói của mình không các bạn ha. À, đủ thứ đồ các bạn. Không còn là cái chợ này có đầy đủ các bạn, cái gì cũng có các bạn nha. Hồi nãy mình đang quay phim các bạn, cái thằng ấy nó tới nó không cho quay các bạn. Khách nhiều lúc nó không thích, người ta đi shopping người ta không thích. Còn bên đây này các bạn có thấy áo quần này các bạn. Nó đặc hay là cái gì nó cũng có bán các bạn nha. Đủ thứ các bạn. Bên đây các bạn ơi, đây là khu chỗ check out các bạn, khu tính tiền, đây khu tính tiền các bạn. Ở đây người ta đang ngồi người ta chờ xếp hàng tính tiền, cái này mình tự tính luôn các bạn nha. Vừa tự tính cũng có. Nếu mà mình không có muốn tự mình check out ra thì mình đi tới chỗ quầy tầng quầy, tầng quầy tính tiền các bạn nè. À, đây có rất là nhiều quầy tính tiền nữa các bạn nè, quá trời luôn các bạn nha. Yeah. Which one is open? Either one. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, các bạn cái này mình tự động mình ra là mình tính nha các bạn, mình mua xong đó mình tự động mình tính các bạn nha. À, chai lotion này sức cho khỏi khô da này các bạn nè. Hai bốn sáu bảy tám chín mười các bạn này, cái này là mình tưởng lộn là một thao mà nó bán ra nhà làm trái các bạn nha, cho nên mình lỡ là thôi lỡ mua luôn. Mình trái là 88 sen các bạn, nhưng mà lỡ rồi. Ok, xong xuôi trơn là 97 đồng là chưa có thế các bạn nha. Thì cái này này. Cái gì mình hỏi mình mua cái nào? Mình có 3 cái bọc, mình mua 3 cái bọc. Yes. Insert cash or select payment type. Tổng cộng là 114 đồng các bạn, bỏ vô rồi. Hỏi mình lấy tiền mặt lại không, mình nói không. Khi mình enter cái pin number. Mình mua car. Ok, vậy là xong các bạn.
Rồi mình lấy cái bị ship ra, cái bắt đầu mình đẩy ra thôi các bạn. Hi, thank you. Have a good night. Thank you. Okay, các bạn ơi, bây giờ mình đang trên đường về các bạn. Các bạn thấy phía trước không, chiếc xe là chớp chớp cứu thương các bạn. Mỗi lần xe cứu thương chớp chớp vậy nè, bắt buộc là mình phải tấp vô lề các bạn thấy không? Bên phía sau thì mình không cần tấp, nhưng mà mấy người phía trước là bắt buộc phải tấp hết vô lề các bạn nha. Đó, bạn thấy xa xa không? Có xe màu trắng tấp xong rồi mới qua rồi đi ra lại, các bạn thấy không? Xe phía trước á. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi các bạn nha. Chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh, bình an và nhiều niềm vui cuộc sống các bạn nha. Bye bye. Thank you so much for watching everyone. Have a wonderful day. Bye bye.